Thì hôm nay là dưới vườn mình cắt sầu riêng thì anh xuống, thứ nhất là để xem thử anh em bữa giờ làm việc trên này như thế nào. Thứ hai nữa, sẵn tiện đây á, là anh cũng giới thiệu một cái thành viên mới, đó là Ngọc. Thì Ngọc á là em của anh Cường, nói chung cũng quen nhau ngoài xã hội, nhưng mà chung là cái duyên anh em mình gặp nhau. Thì anh thấy Ngọc thì cũng có cái tố chất tốt để mà về để mà quản lý cái dự án anh chuẩn bị mở, là anh dưới sầu riêng dưới kia, thì anh tính sẽ giao cho Ngọc ở dưới đó. Thì bây giờ Ngọc là anh giới thiệu luôn mấy anh em, đây là anh Chỉnh, là quản lý mạng karaoke bên công ty mình. Đây là anh Cường, thì em biết rồi, à, anh em ở với nhau lâu rồi mà, là anh Cường quản lý anh là mảng là sầu riêng đó. Thì sau này nếu em làm việc thì em làm việc với anh Cường. Còn đây là ăn ăn đây là Red, Trần kia là Vũ, em vợ anh. Thì Vũ sau này sẽ quản lý cái mảng bên thời trang mỹ phẩm. Còn đây là Nghĩa, đang quay phim là Nghĩa nè, em ruột anh, thì quản lý bên mảng là du lịch với châu Tây. Thì sau này em về thì em sẽ làm việc trực tiếp với anh Cường đó. Thì em giới thiệu bản thân mình chút để cho các anh em ở đây là cứ nói to lên. À, Chào tất anh cả này anh em. Ngọc, mình tên là Ngọc. Thì mới đây làm thì không biết gì, có gì anh em giúp đỡ em. Đây. thì quan điểm của anh á, anh không cần biết là Ngọc trước đây sống như thế nào, cũng như trước Red Hiền ăn đồ về van á, ai cũng có một cái quá khứ hết, không ai dám nói mình là tốt đẹp 100%. Cái quan trọng là mình có nhìn thấy cái sai của mình hay không. Khi mình thấy cái sai của mình chịu sửa đổi hay không. Thì về với anh á, thì thứ nhất là phải coi như là anh em trong nhà, đồng ý em làm là cái giá trị em mang tới thì anh sẽ trả cái lương tương ứng để em có thể lo cho ba em ngồi trong kia đó. Ba em đang ngồi đó đúng không, em lo cho ba, thì cái đó là cái quyền lợi của em. Nhưng anh chỉ muốn là về đây là anh em mình như người một nhà. Thì mấy anh em ở đây sao thì em cũng vậy, nhưng anh chỉ có ba cái điều mà anh cũng đã từng nói với các anh em khi đứa nó vào. Anh cũng nói bên anh có ba điều anh cấm kỵ, hôm qua anh nói rồi: một là ăn trộm, hai là ma túy, ba là cờ bạc nha. Bất cứ vi phạm một trong ba điều đó là kiếm việc khác làm đó. Còn anh thì anh mong muốn anh em gắn bó với nhau, rồi như kiểu như Red Trần mấy đứa. Thì Ngọc thì sinh năm bao nhiêu nhỉ, Ngọc sinh năm bao nhiêu nhỉ, 95 em. 95. Thì cứ canh theo cái tuổi đó, dù tầm tầm tuổi thì bạn bè, mà lớn tuổi thì anh em, thì cứ tự cân đối với xưng hô. Nhưng mà giúp đỡ cho nhau được cái gì thì giúp. Còn anh em trong quá trình làm việc với nhau, tất nhiên là không có cái chuyện mà nó hòa hợp với nhau hết được. Thì có những cái gì ví dụ khúc mắc thì tự mình xử lý với nhau tình cảm. Còn nếu mà cái vấn đề không xử lý được á thì phải nói lên anh hoặc lên anh Chỉnh để mà anh sẽ đứng ra anh xử lý việc đó. Còn bên công ty anh là nói là như một gia đình, là không có cái tình trạng là thứ nhất là nói xấu nhau, thứ hai nữa là thù ghét nhau để dẫn tới hệ lụy là đánh nhau này kia, các chia bè chia phái. Và tao ghét nhất là chia bè chia phái đúng không. Bây giờ các em là em anh hết, trừ anh Cường ở đây ra thôi là ông anh anh, còn lại các em là em anh hết. Mà nếu trong một nội bộ một công ty mà chia bè rẽ phái thì công ty có đi xa được hay không, tụi mày tự trả lời tao nghe, có đi xa được không, đúng không? Không thể đi xa được. Cho nên là anh em phải cố gắng dìu dắt nhau. Thì hôm nay cái clip này là cũng là clip đầu tiên anh làm quay để anh em mình hiểu nhau hơn, để làm cái kỷ niệm. Những cái clip anh em mình quay là kỷ niệm, tại vì hôm nay anh em mình cũng như là mới bắt đầu đi lên một con đường, làm một cái việc gì đó thay đổi cái tương lai của mình. Thì anh chỉ hy vọng là các em cùng anh cố gắng để đi đến một cái đích cuối cùng mà anh em mình cùng cùng phát triển. Vô cái Wow. BNK rồi xong.